bài làm ở nhà là một phần thật quan trọng trong quá trình học của học sinh và cũng là một cách sử dụng thời gian ngoài giờ học ở trường. Là bậc cha mẹ, chúng ta làm tất cả những gì mình cần làm để nâng đỡ việc học cho con em mình và giúp họ thành công. Trong cuốn băng video này, chúng tôi xin đề cập đến một số phương pháp làm thế nào giúp cho học sinh làm bài ở nhà một cách hữu hiệu. Okay, now this is your homework. Trước tiên, phụ huynh cần biết tại sao thầy giáo cho bài làm ở nhà và giúp ích gì cho con em của mình. Make sure you put this in your folders and bring it back finished on Friday. Có nhiều lý do thầy giáo cho bài làm ở nhà. Bài làm ở nhà giúp học sinh luyện những gì đã học ở lớp và chuẩn bị cho bài học ngày sau. Đây là một cách làm nốt hoặc làm xong bài. Và ngoài ra còn giúp cho học sinh cách sử dụng thư viện, tài liệu và thói quen tốt. Bài làm ở nhà còn giúp học sinh tập những đức tính tốt trong học tập. Chúng ta biết bài làm ở nhà rất quan trọng. Vậy chúng ta hãy nói đến về cách nói chuyện với phụ huynh làm thế nào giúp cho con trẻ làm bài ở nhà. Học sinh cần phải hiểu bài làm ở nhà quan trọng như thế nào. Nếu học sinh biết chúng ta quan tâm, thì học sinh có lý do làm tất cả những bài tập được giao phó và nộp lại đúng thời hạn. Đây là một vài điều mà phụ huynh có thể làm để cho con em mình hiểu chúng ta quan tâm đến giáo dục và bài làm ở nhà. Trước tiên, học sinh cần quy củ. Vậy hãy xếp đặt giờ để làm bài ở nhà cho con em và cho quý vị. Làm việc cho con em như vậy cho đến khi trở thành thói quen. Chọn một chỗ học để học. Một bàn trong phòng ngủ, phòng bếp hoặc một góc nào đó trong phòng khách. Cần nhất là sáng sủa và có những vật dụng cần thiết như tự điển, bút hoặc bút chì. Tránh để học sinh bị chi phối. Tắt tivi hoặc giảm tối thiểu điện thoại trong lúc đang làm bài ở nhà. Nếu quý vị sống trong một môi trường ồn ào hoặc nhỏ, xin cố gắng nhắc nhở các thành viên trong gia đình làm việc im lặng trong thời gian này. Cần nhất là xem xét một cách nhanh chóng, con trẻ có câu hỏi nào đó không? Hãy nghĩ đến những cách khác. Con em của quý vị có thể hoàn tất bài tại thư viện hoặc sau giờ học ở trường. Nhiều nơi trong cộng đồng cũng có những chương trình giúp đỡ con em học sinh làm bài ở nhà. Aquí está mi dirección. Hãy làm gương tốt. Nếu quý vị thích đọc sách, hãy cho con trẻ thấy mình yêu thích đọc sách báo. Nếu không, quý vị cũng có thể mượn về những tài liệu, sách vở mà con em quý vị ưa thích để tỏ sự quan tâm của mình. Hãy cho con trẻ thấy là quý vị quan tâm đến việc học của con mình. Hãy đọc chung với nhau. Hỏi về các bài vở. Mặc dù ở trường bài làm bằng tiếng Anh, có thể bàn luận với con mình bằng tiếng mẹ đẻ. Muy bien, Lola. Me gustó. Te quedó muy bien. Estuvo perfecto. Nên cần nhất khen con em mình. Con trẻ cần sự hỗ trợ của những người trong gia đình. Hãy cho con em mình hiểu là các cháu rất cố gắng làm bài hoặc làm bài rất hay. Rất quan trọng để phụ huynh liên lạc với nhà trường của con trẻ và thầy cô của con em mình. Một cách tốt nhất là xem cặp đi học của con em mình mỗi ngày, đọc bài làm ở nhà, văn thư trường gửi về và những ghi chú mà thầy cô gửi về cho gia đình học sinh. Nếu không hiểu, liên lạc với trường thường xuyên để biết được tình hình học của con em mình ở trường. Hello. And he did a pretty good job. He scored a 2 in the reading. Liên lạc trực tiếp với phụ huynh rất quan trọng. Khi có ngày họp phụ huynh thầy cô, xin quý phụ huynh nói chuyện với thầy cô. Gặp thầy cô vào đầu năm học, làm quen trước khi có vấn đề nào có thể xảy ra. Nhà trường sẽ giúp phụ huynh có người phiên dịch nếu cần thiết. Cuối cùng, hãy tham gia vào các sinh hoạt ở trường càng nhiều càng tốt. Có mặt ngày tụ trường, tham gia hoặc hòa tấu ở trường, chẳng hạn, và những chức năng khác mà nhà trường có, làm quen với các phụ huynh khác để gây một mối quan hệ rộng rãi cho con em mình và chính bản thân quý vị.
Khi cho con trẻ biết là quý phụ huynh quan tâm đến việc học của con mình là dịp rất hay để cho học sinh thật là cần phải cố gắng học ở trường và ở đời. Chúng tôi cầu mong là những điều gợi ý trên giúp ích được phần nào. Những ý kiến trên chúng tôi gom góp từ nhiều phụ huynh khác. Có những ý kiến rất thành công cho một số gia đình. Không phải là chỉ có những phương pháp này mà thôi. Xin hãy nói chuyện với con em mình và cùng chung đi đến một biện pháp nào thuận lợi nhất cho cả đôi bên. Điều quan trọng nhất là hãy để thì giờ và cố gắng càng tham gia càng nhiều càng tốt vào việc học của con em mình.